Chào mọi người, hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì shop xe điện nhập về được cái xe X-Men của Kawasaki. Cái xe này bên shop mới nhập về được ngày hôm qua. Thì cái xe này mình đánh giá là một xe là siêu lướt mọi người ạ. Xe này thì được đăng ký vào tháng 6 năm 2019 mọi người nhé. Tất cả sơn đều zin nguyên bản và cái độ bóng của nó lên đến 90%. Đấy, xe rất đẹp nhé. Xe này được trang bị vành 12 inch, tức là xe bánh lốp to đấy. Hãng này là của hãng DTB Bay. Chiếc xe này bán trên thị trường mới đâu đó nó rơi khoảng 13 triệu 8 cho đến 14 triệu 2 tùy từng nơi mọi người nhé. Thì chiếc xe này mới sử dụng tầm khoảng 1 năm. Đấy, tất cả mọi thứ đều còn nguyên bản. Từ phía trước ra phía sau. Từ đồng hồ cho đến yên này cũng đều zin nguyên bản. Và shop xe điện cũ nhập thì bán xe để ship xe toàn quốc mọi người nhé. Ship xe bằng toàn quốc bằng Viettel Post này. Ở phía sau này, Viettel Post thì chuyên vận chuyển và chuyển xe đến tận nhà cho quý khách. Thì khi quý khách mua xe của shop ấy, thì quý khách đặt cọc trước cho shop 1 triệu. Sau đó xe giao đến tận nhà thì quý khách được chạy thử, kiểm tra. Viettel Post gần Tết rồi nên là họ cũng tăng giá lên đến 600.000 một chiếc. Nhưng mà 680.000 nhé mọi người nhé. Nhưng mà bên shop sẽ hỗ trợ 180.000, là chỉ có 500. Đấy, thì xe này shop bán với giá là 7 triệu 8 cộng với 500 sẽ bằng 8 triệu 300. Còn nếu mà người mà chuyển khoản đủ thì sẽ có giá khác mọi người nhé. Bác nào mà chuyển khoản đủ thì cứ gọi điện với shop thì sẽ có giá đẹp cho các bác chuyển khoản luôn. Còn nếu mà các bác hoặc cái khách toàn quốc mà chưa đủ tin tưởng cho lắm thì hãy chuyển khoản cho shop 1 triệu. Thì bên trong thì vẫn còn nguyên hai cái gương nhé. Hai gương theo xe, cục sạc theo xe và cái đăng ký. Đăng ký được ghi đây là đăng ký tháng 21 tháng 6 2019 này. Đấy, giá X-Men. Thì xe này shop đang bán với giá là 7 triệu 800 nghìn đồng mọi người nhé. Tất cả xe đều zin nguyên bản, đi rất êm và chắc. Thì khi mọi người mua xe này thì coi như là mình đã được rẻ hơn so với lúc mới mua là trên 7 triệu đồng. Đấy, và còn chất lượng thì nó còn như là mới luôn. Đây, lốp nạp thì rất dày nha mọi người nhé. Bánh na răng thì rất to. Đấy. Xe này là của một bạn nữ bạn dùng cho nên là bạn ấy cũng rất là giữ cho nên xe nó vẫn còn nguyên như thế này. Cái cốp này rất hay bị xước này, nhưng mà với cái chiếc xe này thì không hề có một vết xước nào ở phía này. Mọi người nhìn cái độ bóng của nó này là mọi người có thể biết. Đây là bóng nhé, chứ không phải là mình đánh bóng, mà xe nguyên bản như này, bên mình không đánh bóng nhá. Từ trước đến sau và từ trong ra ngoài. Xe còn nguyên chất, đẹp. Đấy. Phía bên này cũng vậy nha mọi người nhé. Đấy, mình quay kỹ này. Phía bên này cũng vậy. Phía sau này cũng thế nhé. Phía dưới này cũng vậy nhé. Không, hầu như là không có xước này. Bên hông này. Đấy. Một lát nữa thì mình sẽ mở bình cho mọi người xem luôn. Có cả khóa càng này. Đấy. Na răng bên này này. Rất đẹp nhé. Đấy. Phuộc này. Còn vẫn còn trắng tinh này. Chưa bị xét này. Xe này thì phía trước được trang bị đèn led nhé. Bên trong có đèn đờ mi 7 màu, đổi màu nhé. Bên này cũng vậy nhé. Làm sóc vẫn trắng nguyên này. Đấy. Xe này thì vẫn còn nguyên cả hai chip chống trộm mọi người nhé. Đây, hai chip chống trộm. Smart key đấy, thông minh. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động cái xe lên nhé bằng smart key này. 1 2 đó. Cái xe được khởi động. Đồng hồ điện tử này. Đấy. Con này mới đi được 6.000 cây thôi. Đây là cái đèn pha. Đấy, 7 màu nhé, đổi màu này. Đổi màu nhé, mỗi lần bật lên đổi màu này. Xanh, đỏ, tím, vàng này. Còn đây nháy này. Đấy. Sinh nhan này. Sinh nhan đầy đủ hai bên này. Đấy. Pha cốt đầy đủ hết này. Đấy. Pha cốt nhé. Còi này. Đấy. Nói chung là chiếc xe này nó còn hoạt động như lúc mới mua, không thiếu một cái gì luôn. Phía trước thì có thêm cái móc treo đồ nhé. Còn đây là phía trên thì nó sẽ hiển thị về trung tâm mét này. Đấy. Đây là số vôn nhé.
khi mà bình nó đầy nó rơi khoảng 62-63V, và khi nó xuống tầm khoảng 50V hoặc 51-52V thì mọi người có thể sạc. Hoặc đây nó có hai dạng báo pin, một là số vôn, hai là cái cục pin. Đây mọi người nhìn thấy không, pin nó lên đến đây là đầy nhé, nó tụt dần xuống dưới này là mọi người sạc được này. Thì cái xe này sạc nó có tự ngắt mọi người nhé, mà xe này mới đi được 6.895 km này. Còn phía bên tay phải của mọi người đấy, nó là cụm công tắc. Đây nó có 3 số này, mọi người nhìn rõ, 1, 2 và 3. Số 3 là nhanh nhất, số 1 chậm nhất và số 2 là bình thường. Còn đây là đèn đấy. Đây là nút này, là nút giống như là nút tăng tốc đó. Mọi người có thể bấm này vọt lên. Đây thì cái số của nó cũng hiển thị luôn trên mặt đồng hồ này, khi mọi người chuyển số này. Đó, 2, 3. Còn đây là cái củ dầu nhé, củ dầu phanh này. Cụm công tắc bên này thì có còi này, sinh nhan phá, trái phải này, đèn pha cốt này. Đó. Phanh rất nhẹ nhàng nhé, tất cả hoạt động êm ái. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở luôn cái phần bình ắc quy cho mọi người xem này. Xe này thì nó còn được tặng cả một cái miếng thảm để chân ở đây. Đó, mở bên trong này. Đó, mọi người, cái miếng ni lông này là cái chủ cũ người ta chưa lột ra nhé. Thì lúc đó mình không bắt ốc, mình đã tháo ốc ra để tiện mở cho mọi người xem luôn này. Đấy. Bình là được trang bị bình thiên năng nhé. Nếu các bác rành về bình thì các bác biết sẽ bình thiên năng là cái loại bình tốt nhất. Đây, mọi người nhìn bình rất đẹp, phẳng đét luôn. Quả núi đây, bình 2019 nhé, theo xe nhé. Đấy. Phẳng đét đẹp, đo căng đét. Bình này thì không chê được rồi. Rồi. Còn các bác nào mua kỹ hơn thì mình sẽ trực tiếp đo và quay cho các bác xem. Còn bây giờ mình sẽ khởi động cái động cơ và đi thử cho mọi người xem nhé. À quên, chưa, mình sẽ giới thiệu về cái phần chip này nữa cho những bạn chưa biết này. Cái chip trọng mềm nó có 3 nút nhé. Phía dưới là 2 lần vào T-set này thì khởi động xe này, 1, 2, đó, xe được khởi động nhé. Tức là bây giờ mình sẽ không cần dùng cái này mà vẫn chạy được xe. Còn nếu mình không sử dụng nữa, mình bấm nút mở khóa để tắt đi. Đó, vậy là xe tắt đi. Còn nếu mình mọi người muốn chống trộm, mọi người bấm vào nút khóa này. Thì khi mà mọi người có sờ vào xe hoặc là rong xe đi sẽ không rong được. Tại vì cái chức năng khóa nó sẽ khóa cái lỗ bánh như này. Đây mình thử luôn cho mọi người xem. Ví dụ là đấy, mình đó, xe không đi được nhá. Xe bị giữ lại. Đó, chiếc bánh nó bị giữ lại rồi nhá. Rồi, mình muốn thoát chế độ đấy ra thì mình bấm mở khóa. Xe này mà bấm khóa chống trộm vào rồi thì cũng rất là khó lấy được nó. Trừ khi là cắt dây động cơ ra thôi, còn không thể rong được. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử cho mọi người xem nhé. Dòng này thì chạy rất êm, mọi người thấy không? Đấy, độ nhún của nó rất êm, nhẹ nhàng. Rất êm nhé. Đấy, một tiệm của mình đây. Đây là bên này chuyên bán xe mới này. Đấy, tất cả các loại xe mới đây. Bên này chuyên xe cũ nhé. Cho nên là không có cái chuyện mà đi lừa gạt mọi người 1 triệu làm gì cả. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Địa chỉ rõ ràng ở đây rồi, số điện thoại, địa chỉ rồi. Bây giờ thì mình xin chào mọi người nhé. Mọi người mua thì nhanh tay gọi điện cho đến shop xe điện công nghiệp theo số điện thoại 0981077781 ở phía sau này. Đấy, logo cũng như là Viettel Boss hoặc là số điện thoại, địa chỉ ở đây hết nhé. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ mình xin chào mọi người.